Lamphun Warriors sẽ chuyển đến sân nhà mới ở mùa giải này. Sân bóng mới được khởi công xây dựng vào năm 2023 tại huyện Meang Lamphun và chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Lamphun Warriors Stadium là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Với thiết kế hai khán đài được lắp đặt ghế ngồi đầy đủ. Sức chứa của sân vận động này là 5.400 chỗ ngồi.